có chiếc nôi em bé đáng yêu đang ẩn trong khu vườn rực rỡ của thành phố Lali. Hãy đến gặp bé nào. Mang lên bộ quần áo màu tím, kiểu tóc được trang trí với viên pha lê màu tím. Ai đang lái chiếc xe trượt tuyết nhanh vậy? Cô bé tóc vàng trông hệt như Elsa. Ồ, mình nghe được tiếng len keng. Em bé thật đáng yêu mà. Rapunzel và con gái của mình đang đi dạo trong công viên. Mình dừng lại để cắm trại nhỉ? Chỗ này trông ổn đó. Họ ngồi xuống trên tấm thảm. Nhưng đột nhiên trời bắt đầu đổ tuyết quanh Rapunzel. Hả? Mình có đang nhìn nhầm không? Gì đây? Tuyết vào mùa hè. Ồ, xin lỗi, như mọi khi. Mình cùng nhau làm quen nha. Mình là Elsa. Hey. Và mình là Rapunzel. Wow, con chúng mình bằng tuổi này. Những người mẹ quyết định thư giãn cùng nhau. Con của họ cũng trở thành bạn. Thật vui vì quen được bạn. Đến giờ ăn xế rồi. Chiếc hộp này đựng đồ khá tốt đây. Dùng mùng cưa lấp đầy chiếc hộp. Tạo lỗ để thông không khí. Gắn thêm tay cầm. Pascal sống ở đây. Và hàng xóm của nhóc là thú cưng của Elsa ngồi trong chiếc hộp tuyết. Hai nhóc này hẳn sẽ có nhiều trò vui với nhau. Phòng khám thú y của thành phố Lali đang chờ người ghé thăm. Elsa và thú cưng đã đến từ sáng sớm. Chào, mình mang bé đến để kiểm tra định kỳ. Xem nào. Hô hô, là một bé kỳ nhông xinh đẹp. Rapunzel đến ngay sau đó. Buổi chiều tốt lành, chúng mình đến để kiểm tra. Cha cha, mình thấy một bé tắc kè khỏe mạnh. Trong khi bác sĩ bị sao lãng, hai bé cưng đổi chỗ. Bé con rất ổn, bạn về được rồi. Thank you. Những nàng công chúa rời đi. Nhưng họ chỉ biết có điều gì không đúng khi về nhà. Ô không, Pascal đi đâu rồi? Ô, Buri đâu rồi? Chắc hẳn có sự nhầm lẫn. Cả hai quay trở lại phòng khám. Định mệnh mang họ quay lại đây. Thật là xấu hổ. Nhưng bé cưng của bạn trông thật tuyệt. Cảm ơn nha. Pascal cũng rất đáng yêu. Chọn ra tờ giấy xốp. Vài phép màu. Chúng mình đã có bàn cờ. Dùng kim tuyến. Wow, chiếc nút tạo chữ La Li Lu. Mình đã có những quân cờ màu sắc nè. Cho bàn cờ vào trong túi. Elsa, Rapunzel và con của họ đến quán cà phê. Mấy nhóc sẽ chơi đùa và mình có thể trò chuyện tùy thích. Kế hoạch hay đó. Ok. Bạn có nghĩ mẹ sẽ cho mình chơi xích đu không? Hỏi thử nào. Mèo con cũng muốn cùng tham gia. Mẹ ơi, tụi con chơi xích đu nha. Được rồi, chơi vui đi. Bye. Mấy cô nhóc thật ồn ào. Và Elsa phải đến với một kế hoạch khác. Này, các con muốn chơi trò chơi không? Wow, trò nào ạ? Thật hào hứng quá. Các con sẽ thích, đây là luật chơi. Mọi người cùng ngồi xuống vào bàn. Mẹ chỉ họ cách để chơi. Các cô nhóc bị cuốn vào trò chơi này. Mèo con cũng thích chúng nữa. Cô nhóc nhảy vào ngay bàn cờ. Đúng là một nhóc con tò mò mà. Họ có thời gian vui vẻ bên nhau. Rapunzel và con gái cùng đến công viên. Mẹ, con muốn chơi xích đu. Có người rồi, con thấy mà. Nếu họ ở đó mãi thì sao? Mẹ biết phải làm gì rồi. Rapunzel có một cuộn giấy bí mật. Hãy nhìn gần hơn xem nào. Là mô hình xích đu. Sơn que gỗ màu hồng nha. Trang trí với dây leo và hoa hồng. Hãy kiểm tra lại thiết kế. Nó hoàn toàn giống như nhau. Mẹ, chỗ ngồi ở đâu? Mẹ sẽ dùng tóc của mình. Ngồi thử nào. Rapunzel đung đưa cô nhóc bằng tóc của mình. Woohoo, thật vui quá đi. Mọi người đều vui vẻ. Lấy một tờ giấy xốp có kim tuyến. Cắt thành vài hình tam giác. Dán chúng vào mảnh xốp nha. Làm chiếc cầu thang chắc chắn từ những que gỗ.
sơn các vật màu xanh. Làm tay cầm hình vòm từ que cọ rửa chén. Thêm phần tay trắng ở mặt trượt. Mấy nhóc chắc chắn sẽ thích chiếc cầu trượt mới. Emily và mèo cưng của mình đang đi dạo. Yay! Con yêu, mẹ sẽ cho con thấy phép màu diệu kỳ. Họ mang theo xe trượt tuyết và một ít băng. Thứ nào sẽ làm cầu trượt tuyệt hơn cho cô nhóc? Elsa làm vài động tác phép thuật. Oh wow! Woohoo, tuyệt quá! Cô bé đến thử cầu trượt ngay. Mình đang bay nè. Mèo con cũng muốn trượt xuống chung nữa. Các nhóc cùng nhau chơi đùa thật vui. À, phép màu thành công rồi. Cắt ngôi nhà hình tháp ra. Tô màu với bút dạ. Trông thật tuyệt. Dùng sợi len để làm mái tóc dài. Và Rapunzel thả tóc của mình xuống. Rose đang chơi ở trong phòng mình. Mẹ cô bé vừa cho cô một hình nộm treo tường thú vị. Bút gì làm việc nào? Cô bé tô màu. Oh wow, hình treo trở nên đẹp quá. Giờ chúng mình sẽ thắt bím nha. À, mình không làm được rồi. Lộn xộn hết rồi nè. Đừng lo lắng, mẹ chỉ cho. Đây, mẹ rất giỏi việc này mà. Của con đây, thử tập đi. Ok. Cô bé có thể thắt tóc cho mẹ một cách hoàn hảo. Một chiếc nơ và trang trí thêm với hoa. Wow. À, con thích chúng. Đó không khó mà, phải không? Chiếc chai nhựa cùng nắp có thể dùng làm bình hoa. Lau sạch nhãn chai. Trang trí chiếc bình với que bằng nhựa. Và sơn để nó giống như băng nha. Olaf tự mình vượt qua trận bão tuyết. Bão tuyết thậm chí đã phủ kín bình hoa với tuyết. Hoa trông thật đẹp trong bình băng giá. Cô bé đang cưỡi chú ngựa gỗ. Olaf đến gần. Hey. Bạn muốn chơi cùng không? Có, hãy làm bữa tiệc trà cùng những chú gấu đi. Có lẽ lần sau. Làm bức tranh kim tuyến thì sao nào? Mình không muốn. Bạn không thích thứ gì hết hả? Mình tìm được gì này? Là ván trượt. Đừng lo lắng, mình giúp bạn thành thạo ngay thôi. Đến bạn. Olaf hơi chông chênh trên ván trượt. Cô bé đẩy anh chàng đi. Cậu tăng tốc và ngã xuống. Ô, bình vỡ rồi. Mẹ có dạy mình cách dùng phép thuật. Wow, chiếc bình trông như mới nè. Này, tiếng gì vậy? Xin lỗi, mình làm vỡ bình, nhưng Emily đã sửa nó. Giỏi lắm. Cắt ống hút. Push. Nắp chai trượt ra rồi. Cố định với nhau. Tạo hình vài chiếc micro. Sơn một chiếc xanh. Và chiếc còn lại màu tím. Trang trí với trụ băng. Dùng hoa và lá cây cho chiếc còn lại. Emily và Rose rất tò mò về tất cả những tiếng ồn. Là Olaf đang tập hát. Ồ, solamido. Tuyệt quá đi. Mình muốn thử. Vậy để mình đi lấy micro khác. Chờ một chút nha. Đây nè, và để mình giữ kem cho. Lên nào cô gái. Các cô bé hát. Họ hát hay thật đấy. Các mẹ rất ngạc nhiên về buổi trình diễn nhỏ này. Hoan hô, hoan hô. Các con thật tài năng. Sơn chú tắc kè nhỏ thành màu tím. Thêm đôi mắt ngộ nghĩnh. Wow, có nhiều hoa đẹp ở sau lưng quá nè. Dùng hộp nhựa trong để đựng chú nhóc. Đúng là bé con đáng yêu mà. Thú cưng của ai đây? Mẹ đang nghỉ giải lao. Và Rose thì đang chơi cùng bé búp bê của mình. Chà chà, Pascal, mình có khách kìa. Xem ai đến nào. Woohoo, giao hàng đây. Có thứ gì đáng yêu trong hộp này? Rapunzel mua một món quà. Wow, thật xinh đẹp mà. Đi thôi, cùng đi tham quan nhà đi. Và chú tắc kè không thấy chán nữa. Bởi cô bạn mới đã giành được sự chú ý của cậu. Đi nào thưa quý ngài, làm quen với bạn mới đi. Đúng là bất ngờ thú vị mà. Là một nàng kỳ nhông nhỏ từ đất nặng.
chiếc đuôi cong đến cái đầu và chân. Boom, đã có đôi mắt. Dùng sân móng tay phủ lên, cắt để tạo chiếc hộp lấp lánh. Bé cưng sẽ cảm thấy thoải mái trong chiếc hộp. Emily đang đọc truyện cổ tích về mẹ cô nàng cho những người bạn nhỏ là chú Kỳ Nhông. Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Bé yêu, còn có bưu kiện từ Rapunzel này. Wow, gì vậy ạ? Ồ, hình như Rooney có thêm bạn mới nè. Cô bé cho nàng Kỳ Nhông đi dạo trên chiếc xe đẩy. Ngủ ngon nào bé ngoan, ngủ ngon nào. Đến lúc ăn donut rồi. Của em và em nè, cùng đọc truyện cổ tích nha. Cô bé mãi mê đọc truyện đến mức dần dần ngủ quên đi luôn. Nhưng bé thú cưng đều ở đây. Có tuyệt không nào? Ngủ ngon.